với phụ nữ cơ mà. Chuyện phụ nữ mình cùng làm cho vui. Chồng ơi, em nhờ cái này. Ừ, đã ly thân rồi, nhà chia rồi, mỗi cái đơn ký là xong thôi mà. Khổ quá, vợ chồng em mới chỉ gặp trục trặc thời gian gần đây thôi. Mới gặp khó khăn thôi chứ trước vẫn vui vẻ lắm và vẫn còn nhiều tình cảm với nhau lắm. Thế à, không sao, anh sẽ giúp em vượt qua khó khăn. Ờ, thôi, em cảm ơn. Em chỉ định gọi anh đến để làm chồng em ghen thôi. Anh đi về đi. Ơ, thế em lừa anh à? Thế bây giờ mới biết à? Để anh về đó.